Chứ nếu mà cái hầm này bây giờ nó khoảng 3 tấn đi, nếu mà độ 2 lần khoảng 10 chấm lột gọi sẽ hao. Dạ, thì chúng ta cũng xem cái đoạn clip ngắn mà cái farm mà Duy cùng đội ngũ anh em kỹ thuật ở Sóc Trăng đến thăm của đại lý Trọng Tuyền ở khu vực của Cò quý anh chị ha. Thì cái farm này đã sử dụng sản phẩm Thừa Vương cũng vài năm rồi, nhưng mà đặc biệt ở năm nay á, anh chị đại lý Bằng Trọng cũng vận hành rất là tin tưởng và vận hành giống như trọn bộ cái sản phẩm của Thằng Vương, thì nó mang lại cái hiệu quả phải nói là rất là xuất sắc, kết hợp với điều kiện là giống như là con giống nó tốt nữa quý anh chị, điều kiện con giống nó tốt và quản lý sinh học tốt. Và cái đặc điểm ở đây là 70 ngày anh đo thì chưa có NO2, phải nói là rất là xuất sắc. Mặt độ thả là vẫn hiện nay là vẫn là giai đoạn tôm lớn thì vẫn là 120 con nha quý anh chị. Thì 70 ngày thì đo không có NO2, tại vì thường các anh chị nuôi thì hay quen nhìn tôm ít đo, thì từ đó thấy rằng là chúng ta ứng dụng đúng dòng vi sinh thì nó sẽ mang lại cái ổn định của môi trường rất là lớn. Mà để mình sử dụng đúng thì Duy cũng khuyên anh chị là nên là tìm hiểu cho nó kỹ, mình sử dụng nào cũng được, công ty nào cũng được, nhưng mà tìm hiểu cho nó kỹ. Và khi mình hiểu kỹ càng rồi, mình quyết định chọn rồi thì mình theo đuổi đến cùng cho cái vụ nuôi, chứ đừng là dùng nửa chừng cái vì lý do gì đó mình đổi ý thì nó sẽ trục trặc trong vụ nuôi và mình không đạt được cái mục tiêu mình mong muốn. Và ở đây thì phải nói là khu nuôi là 8 ao là đạt hết 8 ao, tốc độ phải nói là nhanh nhất Sóc Trăng hiện nay. Thì Duy cũng nói chuyện với các bạn CB thì nói là với cái tốc độ này thì ở trong Sóc Trăng thì vẫn là nhất rồi, 83.000 mà 29 con, 28 con các bể khác nhau. Ghi nó tí về cái thực tế quy trình mà Thằng Vương định nghĩa nó là microbiome farm. Microbiome farm ở đây á là mình quản lý sức khỏe nước ao nuôi và sức khỏe đường ruột con tôm thông qua cái chỉ tiêu là mình tạo một cái hệ vi sinh có lợi tổng thể để thúc đẩy cái hệ vi sinh trong ao phát triển, chứ không phải là đơn thuần là mình đưa con vi sinh mình vào và mình đưa bacillus là mình chỉ phát triển bacillus, hoặc là mình đưa enzyme nó chỉ sử dụng cái tính năng của cái enzyme đó vào trong ao, thì hoàn toàn không phải. Thì ở đây là Duy đã phân tích microbiome bằng các công cụ khác nhau ha, cùng với những cái thí nghiệm của tập đoàn Lanleman, thì sẽ có một kết quả là khi mình sử dụng cái hệ vi sinh này thì nhận thấy rằng là những dòng khuẩn có lợi trong ao nó phát triển lên rất là tốt, đặc biệt là những dòng thuộc họ Rhodo. Thì Duy thấy ví dụ quay về thị trường Cà Mau chẳng hạn, thì khi ứng dụng mà soi mắt kết hợp với vi sinh Rhodo ấy, thì cái tỷ lệ tiết kiệm chi phí nó rất là cao của anh chị, có nghĩa là tiết kiệm hơn nữa. Và ở độ mặn 35/1000 thì hầu như không có nắm đồng tiền, không có nhớt bạc và chi phí thì rất là thấp. Và thực tế mà khi phân tích microbiome thì Duy cũng một nhiều lần trình bày của anh chị á, thì Duy thấy là cái mật độ của con những dòng khuẩn có lợi trong đó nó tăng lên rất cao. Cái công cụ Thằng Vương sử dụng ở Việt Nam á thì sử dụng bằng cái công cụ đo đếm microbiome của công ty Kitos, công ty khởi nghiệp của Đại học Gen, và họ có chi nhánh ở Bình Thuận. Thì Duy tóm tắt ở trên cái sơ đồ này thì ở công cụ microbiome farm này, hai cái công cụ chính yếu để thúc đẩy phát triển hệ vi sinh có lợi và khuẩn đường ruột là mình dùng hai công cụ là vi sinh chuyên biệt và postbiotic cho đường ruột. Tại sao postbiotic thì tí nữa Duy trình bày sơ ha. Còn vi sinh chuyên biệt thì Duy thấy hiện nay soi mắt và Lancy là cái sản phẩm cực kỳ hay. Như cái clip mà Duy đầu chương trình Duy giới thiệu với anh chị, tỷ lệ các anh thay nước ở trong ao nuôi là khoảng từ 30-50% tùy ngày ha. Thì thấy rằng là đến thời điểm mà 70 ngày thì vẫn không có NO2 và màu nước cực kỳ ổn định. Cái màu nước nó ổn định là do cái hệ vi sinh và quản lý cho ăn quý anh chị. Mình quản lý cho ăn tốt, kết hợp với vi sinh dùng đúng thì cái màu nước trong ao nó rất là bền và màu trà, như trong video chúng ta thấy là nó màu trà và nó đều. Khi cái màu tảo nó ổn định và nó đều á, khi mà mình bắt oxy á thì Duy cũng nói chuyện với các anh mà vận chuyển tôm oxy đi Hà Nội á, thì anh nhận thấy rằng á là những cái ao nào á mà sử dụng soi mắt á thì tỷ lệ mà tôm mà nó chết á, đi chở đi Hà Nội á, thì nó
ít hơn hẳn so với những cái ao khác. Thì thường các anh chọn những cái ao nào mà sử dụng sâu mắc để chuyển, để bán oxy đi Hà Nội đi, thì Duy thấy là cái yếu tố rất là hay. Và bên cạnh đó nữa là khi màu nước ổn định á, màu trà nó duy trì á, thì sắc tố con tôm nó rất là tốt nha, sắc tố rất là tốt. Chúng ta chỉ cần cho ăn thêm những cái sản phẩm về cải thiện sắc tố chừng 7 đến 10 ngày nữa là xem như là rất là tuyệt vời luôn. Thì khi đó là bán oxy là cái tỷ lệ mà tôm nó bị khuyết tật ít nè, màu sắc tốt nè, đồng đều cao nè, thì rất rất là có lợi. Thì bởi vậy Duy mới nói là khi chúng ta sử dụng một sản phẩm vi sinh nào, chúng ta tìm hiểu cho nó kỹ, và chúng ta đừng có nhìn vào cái giá mà nhìn vào cái giá trị cộng thêm của nó mang lại. Giá trị cộng thêm nó bao gồm cái tính cái sức tải trong ao nuôi này. Sức tải ao nuôi là chúng ta duy trì được ở mật độ thả tương đối cao, ví dụ 120, và nó ổn định, độ đồng đều con tôm đều, sắc tố tốt, cái khả năng sức đề kháng nó cao, thì nó kháng mầm bệnh tốt. Và dĩ nhiên là cái tỷ lệ chúng ta bán tôm oxy thì đạt mẫu rất là cao, dĩ nhiên giá nó sẽ tốt hơn chúng ta bán tôm đá, quý anh chị. Do vậy là Duy thấy là cái công cụ này đến lúc mình sẽ định nghĩa và mình trình bày với quý anh chị. Và dĩ nhiên những cái thí nghiệm và cái thực nghiệm đã vận hành 5 năm rồi quý anh chị, và những cái thí nghiệm về microbiome Duy phân tích cũng 2 năm rồi ha, cộng cái dữ liệu của Laliman ở phân tích ở con Lanxi nữa. Thì đặc điểm hai cái dòng vi sinh này, ở trong đó nó có sử dụng con Bactocell, dòng khuẩn gọi là nổi tiếng nhất trên thị trường hiện nay, thế giới hiện nay luôn, không phải thực tiêu ha. Thì đó là cái lợi ích của nó, là nó bao phủ bao trùm lên rất là nhiều yếu tố, từ quản lý chất lượng đến sức tải đến kiểm soát khí độc. Đặc biệt như thấy là chúng ta nuôi tôm mà về size 90 ngày mà khí độc cực cao rồi thì hầu như chúng ta muốn về size 20 con hay là 18 con là quá khó rồi, đúng không quý anh chị? Do vậy là chúng ta kiểm soát NO2 thật là tốt thông qua là hấp thu NH3 thì một cách rất là hay ha.